các của bà cái phát cái phần còn lại mà đúng không? Cái ba một của bà gửi là hết cái này các một lại. Vậy là 1 kỳ rưỡi của mình bắt đầu học để em. Tức là hôm nay thì mình sẽ học về cái cách khám và làm bệnh án. Đó lý là cái bài này cái học đầu tiên khi mình trước khi bắt đầu vô trong cái phần tiền kiến học rồi. Nhưng mà do cái định nó mình được đặt thành ra là mấy em được học mấy buổi rồi đó không? Mình học được mấy buổi thì kiến học rồi. 2 buổi. Hôm nay buổi học cách tuy nhiên cái điều này nó không quan trọng do là cách khám và làm bệnh án này nó sẽ là không mấy chuyện riêng đó nha, vô giờ học rồi nó không mấy chuyện nữa. Nếu như mà mình cần mấy chuyện thì cứ ra ngoài sân mấy chuyện, ở trong lớp rồi không có mấy chuyện. Nó không yêu cầu, tôi hoàn toàn không yêu cầu mấy em là ngồi trong lớp nha, hoàn toàn không yêu cầu. Đúng nghĩ thì cứ để nghĩ, nhưng mà đã bước chân vô lớp rồi phải tôn trọng các bạn xung quanh, tôn trọng thầy cô đứng trên này, không nói chuyện riêng. Còn muốn nói chuyện riêng cứ việc ra ngoài, các em cứ tự nhiên em đi đứng như vậy ra ngoài. Tuy nhiên đang khi mà đã giảm rồi thì cũng không nên đi tới đi lui làm mất trật tự trong lớp. Muốn tôi nhắc lại lần nữa ha, một là ra sân nói chuyện, ở trong đây là học, muốn nói gì giơ tay cũng nghe phát biểu trước tới lớp chứ không nói chuyện riêng. Thì tôi quay trở lại, lý ra là mình học nhưng mà cái này cũng không quan trọng, thì cái bài này là nó phục vụ chủ yếu là khi mấy em đi lâm sàng. Nên khi đi lâm sàng làm sao tiếp xúc với bệnh nhân, làm sao ra được đúng như cái yêu cầu. Thì năm nay mình học cái yêu cầu năm nay của em cho đến cuối khóa là làm sao mình có thể khai thác được cái triệu chứng của bệnh nhân chính xác đầy đủ ha. Và một là trong cái triệu chứng đó thì mình sẽ có 2 triệu chứng chốt, triệu chứng quan trọng, đó là triệu chứng cơ năng và triệu chứng cơ thể. Nó có một cái trục trặc như thế này, tức là triệu chứng cơ năng nó được định nghĩa là cái triệu chứng mà mình thu thập được qua cái lời khai của người bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân. Nên như vậy thì muốn học được cái triệu chứng cơ năng đó thì bắt buộc mình phải có đối tượng là bệnh nhân hoặc thân nhân bệnh nhân. Nếu như các em học với nhau thì có làm được phần việc này không? Không được, vì mấy em không có khả năng thi đấu làm được. Nha. Cái thứ hai nữa là nếu như mà mấy em chỉ ngồi học trên nét sách vở thì nó có ra được cái kỹ năng để khai thác triệu chứng cơ năng này không? Cũng không luôn. Thì đây là một cái thiếu sót mà rất là quan trọng mà năm học của mấy em từ năm ngoái tới năm nay mình không thực hiện được, là vì mấy em sẽ không đi lâm sàng, mình chỉ có skillet. Thì khi mà trong cái skillet á thì sẽ có bộ môn cố gắng khắc phục cái điểm yếu này bằng cách cho mấy em thông tay. Cho mấy em thông tay nghĩa là một em đóng làm bệnh nhân, một em đóng làm thầy thuốc, và cái em mà làm bệnh nhân á là sẽ được cho đóng các câu dạng trả lời, và cái em mà hỏi thì được cho đóng các câu hỏi, nhưng mà nó vẫn hoàn toàn không là tự nhiên. Khi mà tiếp xúc thật sự với bệnh nhân thì nó sẽ trong một cái bối cảnh hoàn toàn khác nha. Khi mà mấy em là đóng vai thì dĩ nhiên hai bên hỗ trợ nhau tối đa ha, nhưng mà khi mà mấy em là biết tính tình nhau biết đơn luôn và biết luôn mình sẽ phải làm như thế nào luôn. Còn thật sự khi mà mình tiếp xúc với bệnh nhân thì bệnh nhân nó là một cái đối tượng hoàn toàn xa lạ, và người ta không chắc người ta đã hợp tác với mấy em, không chắc người ta đã hỗ trợ cho mấy em.
tiên suốt đời của em, đó là kỹ năng tương tác giao tiếp với bạn nhân. Nếu như các em có những kỹ năng tích cực thì nó sẽ hỗ trợ rất rất là nhiều trong cái làm sao khai thác được triệu chứng để có thể đạt được những chứng khác. Nếu như mà mình chỉ có những cái biểu hiện hoặc là có những cái thói quen giao tiếp tiêu cực thì nó sẽ cản trở với em rất rất là nhiều trong quá trình này. Tôi nói vậy để các em thấy là cái kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân nó là một cái kỹ năng rất là quan trọng, và mình phải ý thức mình phải làm mọi cách mình có thể học được cái kỹ năng này. Thì tôi sẽ cố gắng hết sức, tức là tôi có là cũng phải là 30 năm kinh nghiệm trong nghề ha, thì tôi sẽ cố gắng tôi gom hết lại những cái nào mà tôi biết về cái tạp cách để cho mấy em trao dồi được cái kỹ năng này. Tôi sẽ điều hôm nay và tất cả những cái điều đó thì không có sách vở nào cũng thể hiện được ha, cũng giống như những cái slide tôi sợ ở đây thì mấy em biết. Và có thêm một điều nữa mà mình vẫn phải lắm, đó là trong y khoa nó là một cái ngành mà cái ở Mỹ là phát triển nhất, cũng như là một số các cái nước mà họ theo cái hệ thống của Mỹ là phát triển nhất. Vì sao mới nhắc tới cái này? Khi mà nó phát triển nhất thì sao? Những cái công bố mới nhất, những cái tài liệu hay nhất, những cái tài liệu gì mà về y khoa cần phải biết tới nhất, nó đều là tiếng Anh. Cho nó đều là tiếng Anh, 100% nó có tiếng Việt. Tiếng Việt mình chỉ dịch lại của tiếng Anh. Và khi mà mình dịch thì chính người gửi, mỗi người gọi diễn theo một cách. Và đa số thì nó không có chính xác, nó không đúng như là cái ý của cái người mà họ viết ra bằng cái nguồn gốc tiếng Anh. Và như vậy, và thường thường mình dịch cũng trễ. Nếu như mình cuốn sách đó xuất bản năm 2010 thì mình dịch tới năm 2015 mình mới xuất bản, và trong vòng 2010 đến 2015 đó thì nó ra những cái điều mà không biết. Cho nên tại vì luôn luôn là nó cũ, nếu như không nói là nó ăn lắm nha. Và đó là lý do mình không chọn ngành y thì thôi, còn khi mà mình khi đã chọn ngành y và mình quyết định là mình phải là cái người giỏi trong cái ngành này thì mình bắt buộc sẽ biết thế nào, bắt buộc sẽ đọc sách thế nào, bắt buộc sẽ giờ cái chuẩn bị để có mình có thể là tiếp xúc được với lại cái hệ thống y tế mạnh nhất thế giới thế nào. Và đó là lý do vì sao mà trong cái bài giảng dù là tôi nói tiếng Việt nhưng mà các cái slide sẽ bằng tiếng Anh. Và vì sao bằng tiếng Anh là để nó trang bị cho mấy em một số các cái từ, hay một cái từ mà thông dụng lặp đi lặp lại trong y khoa từ đây cho tới năm 2006. Hay một số các cái từ thường gặp hơn thì mình sẽ coi những cái từ này và mình quen dần để mình có thể đọc được sách tiếng Anh. Và khi mà mình đã vô đại học rồi thì mình phải nhớ nó là tự học nha, thầy cô chỉ là những người mà truyền cái kiến thức, truyền chuyển tải cái kiến thức cơ bản, cũng như truyền cho mấy em cái spirit, cái tinh thần khác, cái sự cái tinh thần cái làm cho mấy em mạnh mẽ lên, chứ nó không phải là cái người mà dạy cho mấy em từng chữ từng bước như là cấp một cấp hai. Các thầy cô đây chỉ là hướng dẫn cho mình, và mình phải là tự học. Và cái tự học đó là tôi kiến thức đọc bằng sách tiếng Anh, học thêm bằng sách tiếng Anh. Vậy thì ở đây mấy em được có nhiệm vụ cái trao dồi từ chuyên môn với từ ngoại ngữ. Thì cái điều đó thì chắc là khi mà vào trường này thì mình biết rồi nha. Và đó là lý do vì sao mà cái slide sẽ bằng tiếng Anh. Thì cái này nó rất là cơ bản, nó rất là đơn giản. Đầu tiên hết, người ta nói là mình dùng cái từ cách tháo và làm định án. Nhưng mà nước ngoài nó rất là đơn giản, khi tiếp xúc với bệnh nhân mình phải làm cái thứ gì? Khi mình là một cái người đi trong cái cơ quan y tế, trong một cái đơn vị y
y tế. Đó, tôi chưa nói với em là bác sĩ là thầy thuốc là gì hết nha. Đó, nhưng mà mình là một người ở trong một cái đơn vị y tế thì khi mà tiếp xúc với bệnh nhân và mình có cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người ta thì bắt buộc mình phải đi theo các cái bước. Thứ nhất là phải làm sao mà hỏi history, tức là cái bệnh sử của người ta, phải nắm cho chắc. Tới cái thứ hai là phải biết thăm khám để làm sao tìm được hết tất cả các cái triệu chứng thực thể ở trên bệnh nhân. Và cái thứ ba, cái điều này ở Việt Nam mình chưa có này, sau khi mình khám xong hết rồi thì mình phải giải thích cho bệnh nhân ha, mình phải nói những vấn đề để cho bệnh nhân tìm thấy cái gì, bệnh nhân này có thể bị cái gì, đang có thể bị bệnh gì và cần phải phân biệt các cái tình trạng nào. Đó là khi mà để phân biệt những tình trạng nào đó thì mình phải cần hỗ trợ thêm bệnh nhân cần phải thực hiện cái xét nghiệm gì nữa nha. Thì những cái đó là những cái bước là cơ bản một cái người trong một cái đơn vị y tế là phải làm. Thì đó là dù là mấy em là sinh viên đi học thôi mà cũng phải làm đủ như vậy. Và tôi biết chắc luôn, giờ cho một cái bệnh nhân, mấy em có thể hỏi một ngày, đó là tôi chỉ tiếp xúc bệnh nhân 10 phút thôi, nhưng mà những thông tin của tôi sẽ chính xác với em. Trong vòng 10 phút thôi, tôi có thể ra được bệnh nhân bị cái gì, cần làm xét nghiệm gì. Và mấy em đó một ngày luôn chưa chắc đã ra. Và vì sao vậy? Là để có 10 phút của tôi thì sao? Nó phải cần cho 30 năm. Nó có 30 năm tôi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đúng chưa? Như vậy thì mấy em cũng có thể rút ngắn cái thời gian 30 năm lại đó. Đó là bằng cách mình phải ngày đêm, không phải khi nào được là mình hỏi, khi nào được là mình khám. Đó. Và mình hỏi, mình khám thì giống như tôi vừa nói, nó cũng có những cái skill, cũng có những cái kỹ năng, cũng có những cái cách để mà làm sao được rèn luyện nó tốt nhất. Nó mà tôi nói rồi, cả cái hỏi bệnh nhân, cả cái thăm khám và em ngồi em ôm cuốn sách em học ngày học đêm, bảo đảm có cách nào em học được. Tiếp xúc với bệnh nhân thì nó còn có phần giao tiếp, nó phải linh hoạt, thay đổi theo mỗi tính cách của bệnh nhân. Thăm khám thì mình phải có lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thì cái mắt của mấy em nó quan sát, nó mới nhạy. Cái tay mấy em khám nó mới là dẻo để xem và nó mới nhạy để mình có thể là phát hiện được những cái bất thường, chỉ có cách lặp đi lặp lại thôi. Đó là đó là lý do vì sao mà trong suốt thời gian mấy em học phải có cái đi thực hành lâm sàng. Bình thường là y hai mấy em gặp phải tiếp xúc với lại bệnh nhân, tuy nhiên hiện tại khi mà mấy em vào bệnh viện nó sẽ có tình trạng tràn ngập. Nó bệnh nhân thì có 30 người, mấy tổ mấy em tới 50 người. Nếu như mà mấy em cứ phát đi phát lại thì bệnh nhân chắc chết chứ sống nổi. Đó là như vậy thì để tránh tình trạng mà mấy em không có bệnh nhân để thực tập, cũng giống như là bệnh nhân không bị mấy em quá nhiều, thì năm nay mình chỉ học bằng cái mô hình, học bằng cái đóng tay. Nhưng mà mình cũng cố gắng hết sức để mình làm cái chuyện mà tôi nói với em là khám lặp đi lặp lại. Như vậy thì khám lặp đi lặp lại đó thì mình sẽ làm như thế nào? Khám lặp đi lặp lại đó mình sẽ là trên người nhà của mình hoặc là trên bạn bè của mình. Như vậy có được hay không? Vẫn được chứ thường. Tại vì cái đầu tiên hết mấy em mới học là cái bình thường. Đó khi mà khám thì kết mặt mắt bình thường nó như thế nào, cái niêm mạc mũi bình thường nó như thế nào, cái họng, cái amidan, cái các cái tốt ở trong họng của người bình thường nó như thế nào, nghe tiếng phổi bình thường như thế nào, nghe tiếng tim bình thường như thế nào. Tôi biết chắc là mấy em phải học ở trên nhau, ở bạn giữa các bạn với nhau hoặc là mình dùng về nhà để mình thực tập nha. Bây giờ thì cái đó là những cái điều chung. Bây giờ tôi sẽ làm sao để
Nhưng mà khi mà học xong buổi này thì mấy em sẽ có một cái khái niệm mình sẽ tiếp xúc với bệnh nhân như thế nào và mình sẽ làm một cái bệnh án như thế nào. Tại vì cái làm bệnh án này nó sẽ theo suốt các em trong vòng 6 năm. Nó sẽ cứ mỗi năm là từ năm thứ 3 cho đi, coi như năm nào mấy em phải thi bệnh án này. Và trước khi mà ra trường thì mấy em sẽ làm bệnh án này suốt. Nếu như còn giữ là mình đi, mấy em phải làm suốt rồi. Nha, nên là mình sẽ học cái chuẩn ngay từ đầu thì nó sẽ dễ hơn. Tới cái hàng thứ hai ở phía dưới, ở phía trên là các nước mình học, còn ngay phía dưới thì ta ghi là tất cả các sinh viên này, sinh viên qua đó cần phải có sự hiểu biết toàn diện làm thế nào để có thể thực hiện được một cái bệnh sử một cách là chính xác để cho nó dễ ra được cái chẩn đoán chính xác. Nên nhớ như vậy, cái chẩn đoán của một bệnh khi mà lên năm tới Y3, em sẽ thấy là cái chẩn đoán nó sẽ dựa vào những cái triệu chứng mình thu thập được trên bệnh nhân. Triệu chứng thì nó sẽ có ba loại triệu chứng tất cả, đó là triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể và triệu chứng cận lâm sàng. Nha, thì nó có ba, nhưng mà chủ yếu là mình sẽ học về cái triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể. Và mấy em thấy cái bước của nó cái này nó phải theo thứ tự trình tự rõ ràng. Trước tiên là phải là bệnh sử, rồi kế tới là thăm khám, rồi mới tới là nghị luận chẩn đoán, rồi mới tới cận lâm sàng. Thì có thể mấy em suy nghĩ cái điều này á, do cái bệnh án này từ xưa đúng rồi, các bước này cũng có từ năm 1900 mấy người ta cũng đã làm các bước như vậy. Từ khi mà có trường y khoa thì người ta cũng đã làm các bước y như là tôi vừa trình bày đen. Còn bây giờ thì khoa học nó hiện đại, kỹ thuật nó phát triển, xét nghiệm nó tràn lan, xét nghiệm nó đầy đủ, nó bộc lộ rõ các cái cơ quan sâu trong cơ thể. Ví dụ như MRI mình thấy cả cái cấu trúc mạch máu, biết trong bụng nó như thế nào, hoặc là các cái PET-CT có thể thấy từng cấu trúc ở trong cơ thể luôn. Như vậy thì có thể nào mình chỉ dựa vào cái triệu chứng, cái loại triệu chứng cuối cùng nó là triệu chứng cận lâm sàng để có thể ra chẩn đoán mà không cần hai bước trên thôi. Hoặc bây giờ nó phát triển lắm rồi, chả cần khám chi cho nó mệt, cứ bệnh nhân vô cho đóng xét nghiệm đã ra bệnh thôi, xét nghiệm có chỗ nào bất thường thì sẽ ra bệnh đó. Vậy được không em? Vậy có được không? Tại sao không được? Tại sao không được? Ví dụ như là em đi, em đang không được, vậy em trả lời cho cô theo suy nghĩ của em, tại sao không được? Dạ thưa cô, thì em nghĩ là đầu tiên là tìm đâu, bởi vì làm những cái xét nghiệm lâm sàng nhất là chụp cổ hưởng từ MRI rất là tốn kém, nhất là em biết là kiểu như MRI. Bởi vì em nghĩ là có thể là cùng một bệnh hoặc là nhiều bệnh khác nhau, nhưng mà trong cơ thể mình sẽ có những cái phản ứng tương đương. Em nghĩ là cùng một hình ảnh đó hay là nhiều bệnh khác nhau sẽ cùng ra một kết quả hay là không sàng đâu. Rất là cảm ơn em tên gì? Gia Phúc. Rất là cảm ơn Gia Phúc nha. Thì Gia Phúc nói không có phần đúng, tức là thứ nhất là như vậy rất là tốn kém. Cái thứ hai nữa thì chưa chắc ra được cái hình ảnh tổn thương như vậy. Thì ví dụ, có ví dụ thôi, tức là làm mình làm một cái MRI ở khớp cùng chậu, nó ra hình ảnh phù thủy của khớp cùng chậu. Thì khi mà gặp hình ảnh phù thủy của khớp cùng chậu đó, mai mốt em sẽ học, em sẽ thấy nó gặp trong rất là nhiều. Ngay cả phù thủy thì nó cũng có thể gặp trong khi bị thoái huyết khớp, nó có thể gặp trong hóa khớp, nó có thể gặp trong viêm khớp do nhiễm trùng, ví dụ như vậy, cũng một hình ảnh là phù thủy nha. Như vậy thì nó có thể gặp trong chấn thương luôn ha. Thì giống y như là Gia Phúc nói, và cái vấn đề quan trọng hơn nữa là như vậy. Bây giờ tôi chỉ ví dụ trong cái bệnh lý, một cái bệnh lý mà mấy em
tim, nhưng mà nó cũng rất là khó cho nó cái mà xài, đó là lupus mang thở hệ thống. Nó trong cái lupus mang thở hệ thống nó có những xét nghiệm đặc hiệu của nó chỉ dành riêng cho lupus mang thở hệ thống, và mình chỉ nghĩ tới nó khi mà trên sàn mình đã thấy là bệnh nhân bị lupus, mình nghi ngờ là lupus mang thở hệ thống, mình phải cho nó chỉ dành cho lupus mang thở hệ thống thôi. Vì vậy nên em mình không tháo, mình có cho nó xét nghiệm được không? Không nghĩ tới đâu mà cho. Em không nghĩ tới. Tức là cái bệnh đó, nó cần nó được chẩn đoán nhờ vào cái xét nghiệm đặc hiệu đó. Mình không biết, không nghĩ tới. Mình không cho, làm sao nó ra. Còn trong khi em cho em ra, cho Best City, cho đủ thứ, thì nó không chẩn đoán được. Mình cũng phải hỏi nha, chứ nó không có nghĩa xét nghiệm mất tiền thì nó sẽ ra cho lại chẩn đoán, không phải như thế. Và đó là lý do mà cái các bước đầu tiên hết phải là triệu chứng thực thể, triệu chứng cơ năng, kế tới là triệu chứng thực thể và kế tới là cận lâm sàng. Thì các bước nó theo thứ tự như vậy, và tất cả các bước đó thì nó đều phải là chính xác đầy đủ thì nó mới có thể ra được kết quả cuối cùng. Và chỉ khi nào mình có chẩn đoán chính xác thì mình mới kê thuốc phù hợp, kê toa phù hợp thì bệnh mới có thể hết được, khỏi được nha. Đó là lý do vì sao là triệu chứng cơ năng và chứng thực thể rất rất là quan trọng, dù là cái kỹ thuật khoa học, nó có y học, nó có tiến triển tới đâu đi thì cái phần này nó vẫn là cái phần cốt lõi, phần căn bản ban đầu. Và mình phải dành hết cho một năm em học cái vấn đề này, làm sao để mình thu thập nó cho đúng. Thì như vậy, năm nay các em chưa được tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng mà khi mà tiếp xúc với bệnh nhân thì nên nhớ nó có sự tương tác giữa mấy em là của bên cái người của cơ quan y tế với lại cái người bệnh. Thì bình thường thì cái người bệnh họ sẽ cần cái người trong cơ quan y tế giúp đỡ. Thật ra là đa số các trường hợp thì người ta sẽ cố hết sức để mà phối hợp với mình. Nhưng mà khi mà mấy em đi học á thì nó bổ một cái và bệnh nhân của người Việt Nam họ sẽ nhận ra ngay mấy em là học viên. Và nếu đi học viên thì mấy em có giúp được cho họ không? Không. Mấy em đi học thì người ta sẽ nghĩ ngay là mấy em sẽ không giúp gì được cho họ. Và họ có hợp tác không? Không, đa số là không hợp tác. Đa số là không hợp tác. Nhưng mà có một số trường hợp thì người ta sẽ hợp tác. Và như vậy thì một số trường hợp sẽ hợp tác là cái gì? Nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào em. Các bà cô nhắc đi nhắc lại là, và như vậy thì ngay khi mình bắt đầu đi học, nó sẽ là một cái điều kiện khó khăn để mình có thể mình bắt buộc phải vượt qua. Và khi mà mấy em vượt qua rồi, nó là sao? Giống như mình rèn luyện. Và khi mà mình rèn luyện được như vậy thì em sẽ có được cái mà con người đó là kỹ năng giao tiếp. Vậy thì khó bao nhiêu mấy em phải tìm cách phục cho được, khắc phục cho được. Mấy em đang học mà nó sẽ khó hơn khi mấy em ra trường rồi. Mấy em ra trường rồi, mấy em sẽ bác sĩ thì người gặp ta nói là ca phải hái nặng mà mấy em bác sĩ tới thì ta biểu hiện đi cắt đi đâu em gặp từ. Như vậy thì chính cái khó khăn đó là cái để mà mấy em có thể rèn luyện mình làm sao tập cho bằng được cái kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, làm sao thuyết phục để người ta hỗ trợ mình nha. Như vậy thì muốn cho đạt được cái điều đó thì mấy em phải như thế nào? Trước tiên hết mấy em phải tạo ra cho mình một cái vẻ bề ngoài tin cậy. Thì làm sao có được cái vẻ bề ngoài tin cậy? Thì khi mà mấy em bước vào và đó là lý do vì sao ở trường bắt các em có một đồng phục sạch sẽ chỉnh tề, tức là cái bôi đầu tóc phải thịt chải ngay ngắn đàng hoàng, quần áo sạch sẽ thẳng thớm, không cần
thì mấy em sẽ tạo được cái ấn tượng tốt. Nó còn em nói chuyện tổ bóc ngồi dậy, anh giơ tay lên, anh kéo áo lên, anh thấy các em chỉ ra những lệnh sao vô đây. Bệnh nhân bị nhiễm đường tiểu, bệnh nhân có sốt,
dần dần thì em sẽ dẫn dắt bệnh nhân để làm sao cho người ta khai hết tất cả những triệu chứng mà đặt ra cho em. Nó không có nghĩa là em cứ tiếp xúc bệnh nhân, em hỏi một câu lý do nhập viện cô là cái gì, người ta sẽ khai hết: tôi vô đây rồi tôi bị ho ra máu, tôi có cái tình trạng mấy ngày hôm nay đau như thế nào, tôi diễn tiến như thế nào, tới ngày hôm nay thì đau máu, tôi vô đây ngoài ra mấy cơ quan khác tôi bị vậy. Có bệnh nhân làm khai với em gì không? Mấy em học 3 năm 2 năm chưa chắc mấy em khai được nữa, lấy đâu bệnh nhân không có một xíu là kiến thức y khoa mà có thể khai cho em tôi cái này đúng như vậy ha. Đây là 100%, không bao giờ từ khi nào em hỏi nó là một bác sĩ ha, thì người ta sẽ khai cho em y như là một cái bệnh án em dự sẵn. Cô nói điều này ra nghĩa là gì? Tức là khi mà mình hỏi bệnh thì mình phải hỏi tới, hỏi lui, hỏi qua, hỏi lại tùy theo cái câu trả lời của người ta, và mình hỏi tiếp thì có thể người ta nói là một mớ bồng bông ha. Nhưng mà một mớ bồng bông đó em sẽ suy nghĩ rồi xong rồi em sẽ hỏi lại, rồi sau đó em làm sao cho nó khúc chiết, cho nó thành ra một mạch, một cái câu chuyện, và trong đó các cái triệu chứng nó tuần tự nó như thế này như thế kia. Nghĩa là sao? Bệnh nhân khai thì mấy em phải đánh giá lại, mấy em phải kiểm chứng lại, mấy em phải hỏi bổ sung để cho nó ra một cái bệnh án, và sau đó tự mấy em phải dẫn cái này ra, phải tách cái này ra, phải viết của phần này, phải viết của phần kia, và phải sắp xếp nó lại thành ra một cái bệnh án, chứ không bao giờ có một cái bệnh án để sửa. Không bao giờ người ta khai cho mấy em theo các bước y như là trong một cái bệnh sửa em được đọc, hiểu chưa? Và như vậy thì thường thường khi tiếp xúc với bệnh nhân thì mình sẽ làm những cái gì nha, thì dĩ nhiên cái việc đầu tiên là mấy em sẽ xác định bệnh nhân này là bệnh nhân nào ha. Thì xác định bệnh nhân này nó là bệnh nhân nào thì nó cũng chính là cái phần chính ở trong bệnh án. Đầu tiên hết là phải hỏi chào bác, chào chú, chào cô, chào gì gì đó, xong chú bác gọi gì, tên gì, bao nhiêu tuổi. À, dĩ nhiên khi mình tiếp xúc mình biết nam nữ rồi, nhưng mà mình phải thể hiện cái điều đó trong bệnh án của mình, tại vì người khác đọc người ta không biết ha. Mình khi tiếp xúc mình biết nam nữ rồi, mình hỏi bác nam hay nữ nha, chuyện đó thì không có hỏi nha. Mấy em sẽ thấy không, cái giữa cái phần mà mình ghi trong bệnh án với cái chỗ mà mình hỏi người ta nó không phải luôn đúng nha. Gặp biết rồi còn hỏi nam nữ nữa thì câu đó rất là trêu người người ta, là chỉ dễ giận đó ha. Là hỏi bác tên gì, bao nhiêu tuổi, rồi câu kế tiếp dĩ nhiên là mấy em sẽ hỏi ví dụ được thì mình sẽ hỏi thêm địa chỉ ha, địa chỉ ở đâu, vô đây nhập viện là ngày nào ha, nhập viện là ngày nào, thì cái đó nó sẽ thể hiện hoàn toàn trong phần chẩn đoán. Và cuối cùng mấy em bắt đầu bắt qua vì sao mà bắt vô đây nha. Trong cái phần mà tiếng Anh nó sẽ ghi như vậy: trước tiên nhất là identify data, là cái cô vừa nói đó, em xác định danh tính của bệnh nhân đó. Rồi kế tiếp nữa, ngay cái phần kế tiếp đó là chip complaint. Chip complaint nó là gì? Nó gọi là triệu chứng chính ha, cái phần nào chính thì mình dịch cho hiểu rõ thì nó là triệu chứng chính. Nhưng mà trong tất cả các cái bệnh án của Việt Nam thì nó đều ghi là lý do nhập viện nha. Trong phần bệnh án ghi là lý do nhập viện, nhưng mà đừng bao giờ mấy em hỏi lý do nhập viện của bác là gì, ta trả những lý do nhập viện là gì, ta cũng đừng hỏi là biết chính của bác là gì, và chả biết triệu chứng nào chính, triệu chứng nào phụ. Mấy em hỏi đấu là mấy em chưa chắc có biết là chính là phụ nữa, không phân biệt được nữa, làm sao bệnh nhân không phân biệt. Thật ra là đừng chỉ hỏi một cái câu rất là bình thường thì người ta sẽ dễ trả lời hơn. Vì sao vô đây nha, thì sẽ có những người bệnh nhân họ cắt cớ là cái bệnh nó mới vô đây chứ hỏi gì à, nhưng mà nó bệnh gì, bệnh nó không có hỏi bác bệnh gì, hỏi bác là bác đau như thế nào, bác khó chịu như thế nào, bác đi khám, hiểu không? Chứ biết là bác vô đây là bác tác động như thế nào. Có người cắt cớ hỏi mấy em như vậy, để hỏi người lại vậy, thế rồi mới hỏi vì sao mấy em vô đây, nói chung bệnh nó mới vô đây anh à, mà cái chữ mà bệnh nó mới vô đây đó là không chấp nhận được nha. Mà phải là vì cái chip còn đang nó được định nghĩa bằng lý do nhập viện của mình á, nó được định nghĩa là một cái triệu chứng cơ năng
tìm tới cái sự chăm sóc y tế nha. Như vậy thì giả sử như là người ta nói như nè, tôi vô bệnh viện Long An, cái bệnh viện Long An chuyển tôi lên đây, em nghi lý do nhập viện là bệnh viện Long An chuyển lên bệnh viện 115 được không? Nó không phải là triệu chứng cho năng nha, nó không phải là triệu chứng cho năng. Và trong trường hợp đó thì mình phải hỏi thêm cái bắt đau sao, bắt khó chịu chỗ nào bắt vô bệnh viện Long An. Nó nói là tôi khó thở, tôi thở được, men đi vô chiếc cột men khó thở là đúng, hiểu chưa? Và trong một số các cái trường hợp không phải dễ mà xác định được cái nào là chiếc cột len nha. Tại vì ở trên một bệnh nhân họ không phải là chỉ có một triệu chứng, họ có rất là nhiều triệu chứng, và họ thích cái triệu chứng nào, họ cảm thấy cái triệu chứng nào và họ nghĩ là nó có chịu thì họ chỉ khai triệu chứng của mình. Nhưng mà các em có nhiệm vụ là các em phải hỏi hết tất cả các cái triệu chứng mà có trên bệnh nhân, rồi sau đó các em mới sắp xếp lại, các em mới lấy cái triệu chứng nào là em nghĩ là triệu chứng chính, em bỏ vô chiếc cột len. Ta còn những cái triệu chứng còn lại thì mấy em cứ theo sắp xếp trong cái bệnh án. Thì bây giờ trong cái phần hỏi thì theo như mà kinh nghiệm của tôi thì nó không có lệch rời phần nào vô phần nào hết, trừ cái phần mà identify data là luôn luôn mình phải hỏi đầu tiên, vô là phải làm quen, ta vô là phải làm quen phải hỏi cái này. Và sau đó những cái phần còn lại thì gần như là mình cứ hỏi liên tục, hỏi xen lẫn với nhau, và cuối cùng mình mới sắp xếp lại. Vậy thì những cái phần mà hỏi xen lẫn với nhau nó gồm có cái gì? Đây nó có thứ nhất thế là tại sao mà bác ở đây, ta là cái bệnh của bác như thế nào, có kể từ đầu đến cuối cho con nghe ha, kể từ đầu đến cuối đó, không kể gì kể là sao biết được. Và khi họ kể vậy thì cái chỗ nào mà mình thấy chưa rõ ràng thì mình sẽ hỏi thêm nha. Như vậy thì nó sẽ xen lẫn cái bệnh hiện tại cho tới cái tiền sử các cái bệnh trước đây. Giả sử như một bệnh nhân mà họ bị tiểu đường đi, họ bị 20 năm nay rồi, thì nó bác bị, hồi bác mới đầu bị tới giờ nó làm thế nào cũng kể từ 20 năm tới đây, hiểu không? Thì nó xen lẫn giữa cái bệnh hiện tại là present unit cho tới past history, rồi xong rồi lâu lâu thì họ bắt luôn các family history, tức là tiền căn của gia đình, rồi xong rồi tới là cái tình trạng. Ví dụ như là nói là ngày nào tôi cũng đi uống rượu bia hết, và tới có bữa nay tôi mới uống con chai, tôi bị vậy, tôi bị kia. Thế thì cái đó là nó cũng mặc vô cái personal social history nha. Nghĩa là có thể nó khi mà mình hỏi thì tất cả những vấn đề nó xen lẫn nhau, và sau đó nó đều là triệu chứng cơ năng. Và sau đó thì mình mới ngồi mình sắp xếp lại, bỏ vô từng phần trong này ha. Thì cái chỗ mà review of system dịch sang tiếng Việt nó là lượt qua các cơ quan ha. Thì ở đây là mình qua tiếng Việt nè, đầu tiên nó sẽ là phần hình chánh, kế tới nó là lý do nhập viện, kế tới nó là bệnh sử, kế tới nó là tiền sử bản thân, kế tới tiền sử gia đình, kế tới là thói quen ha. Rồi kế tới cuối cùng là lượt qua các cơ quan, đó là tôi nói là tiếng Việt ha. Thì khi mà mình tiếp xúc với bệnh nhân thì nhớ là bệnh nhân là những người dân bình thường, nên là đừng bao giờ dùng từ chuyên môn, đừng bao giờ hỏi là lý do nhập viện, đừng bao giờ hỏi tiền sử bệnh sử, đừng hỏi lượt qua các cơ quan, người ta sẽ không hiểu gì đâu. Mà hỏi bắt đau sao, nó ho sao, đi tiểu gắt nó sao, tức là. Và khi mà mình hỏi những cái vấn đề này thì luôn luôn là dùng câu hỏi mở. Chút xíu nữa cô sẽ nhắc lại. Bây giờ mình sẽ đi qua từng phần trong triệu chứng cơ năng ha, để mình nắm được mình cần phải làm cái gì, mình hỏi cho đầy đủ thì nó gồm có những chi tiết nào, mình phải thu thập đủ nó như thế nào, và sau đó mình phải sắp xếp tương ứng vô mỗi phần. Thì trong cái phần hành chính này thì đầu tiên hết là cái ngày nhập viện, rồi sau đó rồi tới tuổi, tới tên, tới tuổi, tới giới tính, tới nghề nghiệp, tới tình trạng gia đình, tức là có gia đình chưa, có con hay chưa, rồi tới địa chỉ. Và ngoài ra nó còn kỹ như vậy nữa, tức là nên những cái lời khai đó từ bệnh nhân thì mình ghi là từ bệnh nhân khai. Còn nếu như mà bệnh nhân mà bị rối loạn trí giác
hỏi cha, hỏi mẹ, hỏi vợ, hỏi em, hỏi anh gì đó, phải ghi vị trí càng vô ha. Rồi còn ngoài ra là có thể là cái sự hợp tác của các cái trong các cái nhân viên trong y tế với chỗ chiếc cầu đen cô nhắc rồi, trong cái bệnh thì cái bệnh sử, trong cái phần bệnh sử đó thì đầu tiên hết là mình hỏi lý do gì vì đang vào đây mà. Đó thì sau đó từ cái triệu chứng mà bệnh nhân nghĩ nó là bệnh đối với bệnh nhân nó là quan trọng đó thì mình sẽ hỏi thăm ra. Giả sử như là người ta mà nói là người ta bị tiểu ra máu thì dĩ nhiên em nghĩ tới bệnh gì là quan trọng. Bệnh nhân thai là tôi đi tiểu đỏ rồi mà à, tôi sợ của tôi vô đây thì nếu như người ta thai tiểu đỏ thì sao, thì ngay lập tức trong đầu mình suy nghĩ bệnh nhân này có thể là bị bệnh hoặc là đường tiết niệu. Đúng chưa, tiểu ra máu thì đường tiết niệu chứ đâu ra vậy ha. Còn nếu như mà không là đường tiết niệu thì chỉ còn cái là huyết học, nó làm rối loạn đông máu, chỉ một trong hai bệnh đó thôi ha. Vì vậy thì mình cố gắng mình nói hết các cái chi tiết xoay quanh cái tiết niệu đó ha, xoay quanh cái triệu chứng bị tiểu máu đó, các cái triệu chứng của đường tiết niệu. Còn nếu như nó có hết bệnh nhân thai thì họ chỉ tiểu ra máu thì nó còn có thêm là cái đau phía bên này, đau quặn từ cơ đau dữ dội đó, tức là cơn đau quặn thận, thì cái sỏi niệu kèm cái tiểu máu nó hợp lý. Nhưng mà mình hỏi thế bệnh nhân có gì được tiểu không, không tiểu gắt tiểu hút, không có đau bụng bây giờ, nhưng mà bệnh nhân có bệnh tim mạch và ngày hôm qua thầy hút cho tăng cái thuốc kháng đồng này nha, thì mình phải nghĩ coi chừng bị rối loạn đông máu do thuốc kháng đồng. Thì như vậy thì nghĩa là sao? Bệnh nhân hoặc thai là một chuyện, mà trong đầu của mình phải vừa hỏi, mình vừa phân tích, mình vừa hỏi, mình vừa phân tích thì mới có cái câu hỏi phù hợp, mới khai thác được, mới ra được cái triệu chứng phù hợp, chính xác. Đó, còn nếu như mà bệnh nhân hỏi, bệnh nhân tiểu ra máu, bệnh nhân hỏi từ từ qua có khó thở không, có ho không, có đau bụng không, có tiêu chảy không, có gì gì đó không, thì làm sao ra được. Hiểu chưa? Ha, nghĩa là mình tiếp xúc với bệnh nhân thì mình phải có một cái kiến thức chừng mực nào đó và mình phải đặt những cái câu hỏi tiếp tục nó tương ứng với lại cái câu trả lời vừa thực hiện của bệnh nhân thì nó mới có thể khai thác được các cái triệu chứng chính xác và phù hợp được. Hiểu không? Nó là một cái sự tương tác liên tục và cái điều đó nó chỉ học được khi mà mấy em tiếp xúc thực hiện rồi. Mấy em nhớ là trong đầu mấy em phải phân tích liên tục chứ nó không phải là một cái list các câu hỏi mà 10 bệnh nhân hỏi đúng 10 câu như vậy. Nó không có nghĩa là em học đúng 50 câu, cứ vô bệnh nhân nào hỏi đúng 50 câu đấy, hoàn toàn không đúng. Mà nó là một sự tương tác qua lại, tùy theo người ta trả lời như thế nào mình sẽ có câu hỏi tiếp theo phù hợp. Nó rất là linh động. Nha, thì đây nó là một cái kỹ năng và đầu tiên thì nó sẽ làm cho mấy em túng túng, nhưng mà làm đi làm lại thì mấy em sẽ quen. Đồng thời khi mà cái kiến thức về triệu chứng học của mấy em nhiều thì cái phần này mấy em sẽ chắc. Ta chỉ cần người ta mới nói cái chiếc phần lên thôi, ta học là mấy em hỏi ra em nghĩ bệnh nhân này vô thì cái triệu chứng chính là cái đó, thì cái triệu chứng chính luôn luôn phải gắn về một cái cơ quan nào đó, cái một cái hệ thống nào đó để em hỏi hết em xác nhận lại, em còn phân lại cái này nó là đúng là cái bệnh của hệ đó không hay là nó chỉ là biểu hiện của một hệ khác nha. Rồi xong rồi mình cứ giữ cái câu hỏi liên tục như vậy, và ngoài ra nó còn có một số các cái điểm là nếu như mà người ta khai một triệu chứng để cho tránh bỏ sót, đồng thời mình đánh giá cái triệu chứng có đúng thì mình cứ phải khai cái vị trí ha, cái tính chất em mô tả cái mức độ nha, cái mức độ giả sử như tiểu đỏ thì cái đỏ lờn hay là hồng thôi, hay là sẫm màu thôi, hay là màu sô cô la, ví dụ vậy ha. Rồi cái thời gian khi nào thì nó xuất hiện cái triệu chứng đó, mỗi lần nó xuất hiện thì nó kéo dài bao lâu, và cái tần suất ở trong ngày, trong tuần, trong tháng nó như thế nào,
rồi cái yếu tố gì nó làm cho khởi phát, rồi cái yếu tố gì nó làm cho cái triệu chứng nó tăng lên hoặc là giảm xuống, rồi nó đi kèm với những triệu chứng nào. Nên tức là bất kỳ cái triệu chứng nào mà em cũng hỏi đầy đủ những các tính chất này, người ta ra một đống các câu hỏi. Rồi về cái tiền sử của bản thân thì người ta sẽ chia ra rất là kỹ các cái tiền sử khi lúc nhỏ, rồi cái tiền sử lúc trưởng thành. Trong cái tiền sử đó thì nó có tiền sử của bệnh nội khoa, tiền sử của bệnh ngoại khoa, tiền sử sử dụng thuốc, rồi nó bao gồm luôn là cái tiền sử chủng ngừa, có được chủng ngừa viêm gan siêu vi, có được chủng ngừa lúc nhỏ, có được chủng ngừa cái thứ gì đó là phải hỏi hết ra ha. Rồi tới tiền sử gia đình, trong cái tiền sử gia đình còn hai cái điểm mà mình phải rất là chú ý. Cái thứ nhất đó là bệnh sử của những người trong nhà mà nó có tính cách di truyền. Ví dụ như là bệnh gì mà di truyền hả mấy em? Mình nghĩ bệnh gì mà di truyền? Đa số các cái bệnh nội khoa thì nó có cái yếu tố gia đình. Cái bệnh mà di truyền, mà cái bệnh di truyền mạnh á, cứ cha mẹ bị thì con cái đang đang bị. Thì bệnh nó thì hơi ít, không có nhiều. Nó có mấy cái như là tá-xê-mi, mồ-liềm, một số các mà cái cha mẹ bệnh thì chắc chắn là con cái bệnh. Nhưng còn đa phần thì cái yếu tố di truyền nó 50-50 thôi. Nghĩa là sao? Cha mẹ bị thì con cái có khả năng bị cao hơn chứ không phải 100%. Thì cái đó thì nhiều, nhiều vô cùng. Cả ung thư, cả cao huyết, cả bệnh tim mạch, cả bệnh đái tháo đường, cả các cái mấy cái bệnh, đa số các cái bệnh, ngay cả các cái bệnh tự miễn thì nó đều có yếu tố gia đình. Trở lại cha mẹ bị thì con cái có khả năng bị hơn nhiều hơn. Nên là mình sẽ khai thác hết tất cả các cái bệnh mà có yếu tố gia đình này để coi coi cái bệnh hiện tại của người này nó có liên quan đến cái bệnh khác hay không. Giả sử như một người vô họ đang gần đây tự nhiên như ăn ngủ bình thường là sụt cân cào ào, hỏi ra sụt tới 3 kg trong thời gian 1 tháng, hỏi ra thì có là cha mẹ đều bị tiểu đường thì sao? Thì ngay lập tức mình phải nghĩ là bệnh nhân này có khả năng bị tiểu đường và mình phải tầm soát để mình làm sao mình có mình xác định một bệnh loại trừ. Ngược một đồng thời giống như vậy thì nó có một cái bệnh nữa mà rất rất quan trọng, đó là bệnh nhiễm trùng ha, mà những cái bệnh lây lan. Giả sử như các cái bệnh mà có tính chất dịch, nó bệnh nhân vô thì sốt tiêu chảy mà hỏi ra thì trong nhà có người bị thương hàn, thế thì mình mới nghĩ phải đi làm sao loại trừ cái bệnh thương hàn ra. Cái ngoại hoặc là họ mới đi tới một cái vùng mà có cái dịch tễ là sốt xuất huyết, ta đang mùa sốt xuất huyết mà bị sốt, mà sốt cao kèm cái nổi chất đỏ trên người thì phải nghĩ là sốt xuất huyết. Còn hoặc là bệnh nhân bị sụt cân, cũng là sụt cân, nhưng mà hỏi kỹ ra thì có người đồng nghiệp ở trong chỗ làm mới phát hiện ra bị đau cách đây tháng đang điều trị, thì mình dĩ nhiên mình phải nghĩ cha mẹ có thể là lao. Giả sử như vậy thì các cái bệnh nhiễm trùng, các cái bệnh có tính chất gia đình là luôn luôn phải khai thác. Rồi về cái thói quen, về cái tiền sử về xã hội, tức là công việc, các cái công việc này này có cái gì đặc biệt hay không. Giả sử như là bệnh nhân làm công nhân phương pháp, bây giờ đau lưng thì phải nghĩ ngay là bệnh nhân có thể là mất vị đệm hoặc là thoái hóa cột sống. Nếu như mà bệnh nhân bị đau chân, hỏi ra nghề nghiệp là hỏi ra nghề nghiệp là công nhân thứ mấy, thế thì phải nghĩ gì? Tức là khi mà đứng lâu thì cái chân nó sẽ tê buốt, đau buốt, suy tĩnh mạch chi dưới, ví dụ như vậy nha. Thì trong cái mà thói quen của nghề nghiệp cũng như là thói quen sinh hoạt, bệnh nhân mà uống rượu 20 năm nay ngày uống xỉ hai xỉ hai xỉ, bây giờ vô thì cái da bằng hè, cái bụng to ra, phải nghĩ gì? Sơ gan mất bụng, ví dụ như vậy. Thì vì sao những cái mà nó gọi personal society hoặc social history nó là quan trọng cho mình, nó là vậy đó. Rồi tới cái phần cơ năng cuối cùng, đó là lượt qua các cơ quan nha. Tức là bệnh nhân họ thường thường họ khai cái triệu chứng mà họ quan tâm. Giả sử như lúc nãy cô
rồi, nghĩa là cái cơ quan ở lòng này bị tổn thương nhiều nhất và bệnh nhân mình chú ý nhiều nhất, thì mình tránh bỏ sót, mình phải hỏi tất cả các cái triệu chứng quan trọng của các cái hệ còn lại và mình xếp vào trong một phần nó gọi là review of system hoặc là lượt qua các cơ quan. Thì thiệt ra trong khi mà mấy em hỏi á thì luôn luôn nó có cái dấu hiệu đi kèm nha. Thì cái dấu hiệu đi kèm này mình phải hỏi hết, mình phải hỏi hô hấp thì phải hỏi qua bên tim mạch, tại vì nó có cái triệu chứng của hô hấp tim mạch như là cái khó thở có xen kẽ lẫn nhau ha. Rồi thí dụ như vậy rồi mình cứ hỏi qua hỏi lại hỏi tới hỏi lui. Thì sau khi mình hoàn tất một cái phần triệu chứng cơ năng thì coi như là tự nhiên mình đã hỏi luôn cái review system rồi, mình chỉ sắp xếp và các cái phần cho nó, mình đã hỏi hết tất cả các cái triệu chứng rồi trong khi mình khai thác lịch sử. Bây giờ mình chỉ có nhiệm vụ mình cắt triệu chứng nào là triệu chứng quan trọng để bỏ vô phần lý do nhập viện, và cái diễn tiến xuất hiện tuần tự của các cái triệu chứng mà nó liên quan tới bệnh chính của bệnh nhân thì mình cắt, mình bỏ vô trong cái phần lịch sử. Những cái triệu chứng của các cái bệnh xưa rồi bệnh trước đó rồi không phải của cái đợt bệnh này thì mình bỏ vô trong tiền sử. Và cái triệu chứng của lần này nhưng mà nó có nhưng mà nó không phải là cái bệnh chính thì cắt bỏ vô review system nha. Còn nếu như mà nó không có gì thì em phải ghi triệu chứng âm tính quan trọng, nó luôn luôn phải có cái triệu chứng âm tính quan trọng. Và cái triệu chứng âm tính quan trọng này nó thể hiện cái sự hiểu biết của mấy em, nó chỉ đơn giản như vậy. Ví dụ như một bệnh nhân mà vô một thai là tôi sưng hết cái khớp lên thì đau hết cái khớp, thì sau khi mấy em hỏi thì mấy em tìm ra được người ta đau chủ yếu các khớp nhỏ và viêm đối xứng đau nhiều vào buổi sáng, cái khớp buổi sáng cái gì đó ha. Và mình nghĩ có thể bệnh nhân này bị là viêm khớp giãn nóc nha. Vậy thì triệu chứng nó còn là khớp không ha. Nhưng mà sau đó mình phải hỏi gì nữa, tại vì cái viêm khớp giãn thấp nó không phải chỉ là cái bệnh ảnh hưởng tới khớp, nó có thể ảnh hưởng tới tim. Vì vậy thì các cái triệu chứng của tim mạch như là bệnh nhân bị cái các cái triệu chứng như là khó thở hoặc là mệt khi lao động hoặc là khó thở khi nằm gì đó bên thì có. Ngoài ra bệnh nhân bị khớp thì có tình trạng gì? Bệnh nhân bị khớp thì họ rất là hay uống thuốc giảm đau, và khi mà uống thuốc giảm đau thì sao, nó sẽ ảnh hưởng tới bao tử. Tan vậy thì các cái biểu hiện của cái đường hô hấp mà không có cái đường tiêu hóa không có em phải ghi vô. Ví dụ như là không đau từng vị, không mở hơi, không mở chua, không đi tiêu ra máu, không đi tiêu phân đen ha, thì phải ghi vô. Và ngoài ra cái bệnh nhân mà bị khớp mà ở Việt Nam thì rất là hay sử dụng một cái thứ thuốc nó gọi là lề xa để giảm đau. Thì khi mà lề xa thì sao, nó sẽ làm cho rối loạn nội tiết, trong đó có hội chứng Cushing. Nha, trong đó có hội chứng Cushing thì mình phải ghi vô bệnh nhân không có phân khô mỡ bất thường, bệnh nhân không có vết nứt da, bệnh nhân không có vết rạn da, bệnh nhân không có gì đó là phải ghi ra. Các triệu đó nó gọi là triệu chứng âm tính quan trọng, và nó bắt buộc sẽ có ở trong riêng mỗi bệnh nhân nó sẽ có triệu chứng âm tính khác nhau. Và nếu các em ghi được những điều đó thì chứng tỏ là có hiểu biết về cái tình trạng của bệnh nhân. Ha, thì sau khi mà như vậy thì nó có nghĩa là gì? Và đây nè là một loạt các câu hỏi mà nó thường cô ghi bằng tiếng Anh để cho mấy em có thể hiểu được. Nên mà mình nhớ như vậy nè, càng lúc thì mình các cái bài tháp dành cho nước ngoài càng nhiều. Nên thì mấy câu này rất là quan trọng. Nha, để khi mà mình có thể tiếp xúc với bệnh nhân nước ngoài mình có thể hỏi được, đồng thời biết được các cái từ cho những cái bệnh trong cái hệ đó thường gặp. Nên thì đây là một loạt các câu hỏi cho hệ tim mạch, cho hệ hô hấp, cho hệ tiêu hóa, cho hệ cơ xương khớp, cho hệ nội tiết, cho thần kinh và cho người già. Thì đó là những cái câu mà em có thể coi qua để trong đầu mình có một loạt các cái câu hỏi tùy ở trên mỗi bệnh nhân mình sẽ hỏi nó như thế nào. Và như vậy á thì cái này chỉ là để tổng kết lại những cái điều nãy giờ cô nói với mấy em. Thứ nhất, nó phải là sự tương tác ha, có sự tương tác mấy em phải có cái kiến thức, có sự hiểu biết, và luôn luôn khi mà hỏi câu hỏi nó sẽ có tình trạng.
Rồi, cái khi mà mình hỏi câu hỏi á, thì cái bệnh nhân mà họ tiếp xúc với mình á, thì mấy, khi mà mình ngay đó khi quen là bác sĩ rồi, nó cũng sẽ có cái tình trạng là cái bệnh nhân á, họ sẽ ở hai cái dạng tâm lý. Cái dạng thường nhất là họ muốn khuếch đại cái triệu chứng vậy, nó họ muốn nói nặng lên, họ muốn nói nhiều hơn cái họ có tiền sự để nhằm thu hút cái sự quan tâm, thu hút cái sự quan tâm của thầy thuốc. Ha? Còn một dạng thì dạng này là hay gặp nhất, gặp tới đâu 90% rồi. Còn một dạng thứ hai nữa thì ngược lại, họ muốn chối bỏ cái bệnh của mình. Thế thì khi hỏi cái gì họ là họ không đang không bệnh nữa, họ không bệnh họ không đang. Cái thứ gì họ cũng không có đấy. Thì cả hai cái dạng bệnh này nó đều ngăn trở cái người thầy thuốc có thể ra được cái chẩn đoán xác định. Và mình phải có cách đối phó. Thì một trong những cái cách mà để tránh bớt những cái mà sai sót do tin vào cái lời khai của bệnh nhân thì mình sẽ hỏi những cái câu hỏi mở, tức là người ta họ sẽ tự khai triệu chứng của mình ra, họ sẽ suy nghĩ và họ khai, chứ đừng hỏi là câu hỏi yes no. Thì vì hỏi câu hỏi có không thì nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất thì thứ gì mới hỏi là ta có trường ta sẽ gật đầu hết, phải đau không, phải đau bao nhiêu không nhiều, nó đau ghê gớm, đau ghê gớm, có đi tiểu khó không khó, có sốt không có, có mất ngủ không có, có ăn không được không có, có thứ gì không có được. Ha? Thì như vậy thì nó sẽ làm cho sai lệch cái chẩn đoán của mình. Còn ngược lại mình hỏi là một đau ở chỗ nào, hoặc là tả cái đau ha? Đau nó như đau mình tả cho chính xác, đau như là bỏng nước sôi, đau như sắc muối, đau như dao găm, hay đau như là có lửa đốt gì đó thay ra. Ra thì họ phải tự suy nghĩ và họ phải tìm ra cái cách họ mô tả cái triệu chứng của họ thì nó sẽ chính xác hơn nha. Rồi cái thứ hai nữa là mình bây giờ cô biết ví dụ bệnh nhân một thai chứ ngày nào tôi cũng sốt chứ ha, thì làm sao mình biết được em có sốt hay không? Sốt thì không quan trọng lắm. Tại vì có sốt hay không có sốt là mình khác à. Nha, thì giả sử như bệnh nhân một hai không có ngày nào tôi cũng sốt hết. Hoặc là một bệnh nhân khác đó là cứ tới chiều là chân tay nó phù lên hết. Ở nhà tôi nói vậy đó. Bây giờ mình làm sao để mình biết cái triệu chứng nó có hay không? Tại vì nó là những triệu chứng bất động. Có nó hay không có nó không thể làm cho thay đổi cả cái chẩn đoán của mình. Thì làm sao mình mới biết cái chuyện nó xảy ra ở nhà? Thì làm sao mình biết xác định được là cái triệu chứng nó hoặc hay hút cái sai? Tại vì nếu không cả thì bệnh nhân mà đâu có được không?